Bây giờ là chương trình thời sự 15 giờ phát ngày 27 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, thông tin từ Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, đến ngày 21 tháng 10, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 60,4 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia, đạt 40,6%, ước giải ngân hết năm nay đạt 97,3%. Tổng kinh phí đã phân bổ để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh là gần 149 tỷ đồng, trong đó vốn sự nghiệp gần 56 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển 93 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ giải ngân, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các chương trình dự án xây dựng nông thôn mới đã được phân bổ nguồn vốn gắn với khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3, ưu tiên các chương trình dự án liên quan đến sản xuất, giao thông, nhà ở, đồng thời tăng cường công tác nghiệm thu, đánh giá khối lượng hoàn thành, đảm bảo hoàn thành đến đâu, giải ngân đến đó. Theo thông báo từ Hiệp hội Bình chọn Sản phẩm Nông nghiệp Thế giới tại Pháp AVPA về kết quả cuộc thi trà quốc tế năm 2024, Lào Cai có 3 sản phẩm trà chế biến từ nguyên liệu lá cây trà Sơn Tuyết cổ thụ Hoàng Liên Sơn đã đạt giải thưởng trà thế giới với 2 giải đồng và 1 giải ấn tượng. Các sản phẩm trà đạt giải tại cuộc thi trà quốc tế năm 2024 gồm trà Rồng Đỏ Hoàng Liên Sơn, trà Ký ức Hoàng Liên Sơn, trà Thác Nước Hoàng Liên Sơn. Cả 3 sản phẩm trà đạt giải thưởng trên đều do nghệ nhân văn hóa ẩm thực trà Việt Nguyễn Cao Sơn, thương hiệu Cao Sơn Trà, chế biến từ nguyên liệu lá cây trà San Tuyết cổ thụ Hoàng Liên Sơn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Việc tiếp tục đạt giải thưởng tại cuộc thi trà quốc tế năm 2024 là cơ hội tích cực quảng bá giá trị sản phẩm trà chất lượng cao, nguyên gốc, các sản phẩm trà của địa phương trong hành trình đưa trà Việt ra thế giới, kết nối tâm huyết của những người Việt Nam, những người yêu trà trên khắp thế giới. Hiệp hội Bình chọn Sản phẩm Nông nghiệp Thế giới tại Pháp AVPA sẽ tổ chức trao giải cuộc thi trà quốc tế năm 2024 vào ngày 4 tháng 11 năm 2024 tại Pháp. Chất lượng trà nó rất là cao. Ngày 26 tháng 10, hơn 100 cán bộ, công chức, các lực lượng công an, dân quân xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên đã tham gia hỗ trợ nhân dân vệ sinh môi trường, đổ đường, giao thông, khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Tại chương trình, các đơn vị đã tham gia nạo vét khơi thông 2 km kênh mương nội đồng tại thôn Bùn 1, Bùn 2, đảm bảo phục vụ tưới tiêu, phát triển sản xuất nông nghiệp, đồng thời tham gia đổ đường giao thông tại bản Liên Hà 4 với chiều dài 310 m. Trước đó, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hà đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai như hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, chỉnh trang dọn dẹp nhà cửa, xuống đồng giúp bà con làm đất, sản xuất vụ đông kịp khung thời vụ. Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị số 50 của tỉnh ủy Lào Cai về khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức mỗi tháng làm việc thêm một ngày thứ bảy để đóng góp ngày công cho quỹ hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Những ngày qua, hội nông dân tỉnh đã xuống đồng làm vụ đông cùng với bà con nông dân huyện Bát Sát, địa phương bị chịu thiệt hại nặng nề nhất về sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. Từ sự hỗ trợ và tư vấn kịp thời về kỹ thuật và cơ cấu mùa vụ ngay tại đồng ruộng, nhiều địa phương đã nỗ lực phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tại xã Bản Qua, mưa lũ khiến 10 hecta lúa mùa, nhiều công trình thủy lợi, nước sạch sinh hoạt nông thôn, cầu cống bị ngập lụt, sạt lở và hư hỏng. Tổng thiệt hại kinh tế ước hơn 32 tỷ đồng. Ngay sau khi lũ rút, địa phương đã chủ động khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng hư hỏng nhẹ, đồng thời khẩn trương làm đất, tiến hành gieo trồng rau màu vụ đông. Với sự đồng hành hỗ trợ trực tiếp của hội nông dân tỉnh về kỹ thuật và cơ cấu mùa vụ, địa phương phấn đấu sẽ thực hiện vượt chỉ tiêu được giao. Kế hoạch của Ủy ban nhân huyện giao cho Bản Qua năm nay là 5 ha, nhưng đến giờ phút này bà con nhân dân đã tiến hành làm đất đạt 7 ha và thậm chí cái diện tích với sự chương trình đồng hành của hội nông dân tỉnh diện tích còn tăng đến 10 trên 10 ha. Không bị lũ nên không bị mất mùa thì lúa gạo thì nó cũng tạm thời đủ ăn, nhưng mà năm nay thì do tình hình bão lũ ấy nên là nhiều chị em ở đây thì không được gặt. Đấy, bị mất mùa nên là thôi thì em mẹ bảo là thôi nếu mà mất mùa vụ vừa rồi thì bây giờ mình làm vụ đông để kiếm thêm một chút thu nhập để lo trang trải cho gia đình. Thì kế hoạch của bọn em thì trồng là một hát mốt, một nửa là bọn em trồng khoai tây và một nửa trồng dưa chuột và rau. Trên cánh đồng này, đội ngũ cán bộ, công chức hội nông dân tỉnh đang tất bật cùng bà con phơi màu, làm đất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để xuống giống một số cây trồng vụ đông xuân. Cùng đồng hành với bà con, công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Xanh Hoàng Gia cũng đã trao vật tư nông nghiệp với trị giá 160 triệu đồng, giúp nông dân hai xã Bản Qua và Bản Vược khôi phục sản xuất.
anh em kỹ thuật của cơ quan hội nông dân cũng đã tham gia hướng dẫn bà con về cái thời vụ và cái kỹ thuật gieo trồng. Và trong thời gian tới thì theo cái chủ trương của tỉnh ủy thì hội nông dân tiếp tục sẽ bố trí và xây dựng cái kế hoạch để cho cán bộ công chức tham gia với bà con nông dân ở các xã, thị trấn ở các địa phương khác để làm việc theo đúng cái tinh thần chỉ thị 50 của tỉnh ủy Lào Cai. Không chỉ đồng hành hỗ trợ nông dân thực hiện sản xuất đảm bảo khung thời vụ, hội nông dân cũng lên kế hoạch hỗ trợ, kết nối thị trường, liên kết, hợp tác với hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, khu du lịch để giúp bà con tiêu thụ hàng hóa nông sản, đảm bảo sản xuất vụ đông thắng lợi. Công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, truyền thống lịch sử địa phương được Thành đoàn Lào Cai chú trọng, góp phần xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, yêu quê hương. Năm 2024, thành phố Lào Cai có 550 đoàn viên được kết nạp tại Địa chỉ đỏ, là nơi thành lập chi bộ nông thôn đầu tiên của tỉnh và nhà lưu niệm Bác Hồ. Qua đó góp phần giúp các bạn trẻ củng cố kiến thức lịch sử địa phương, ý thức hơn vai trò của mình và nỗ lực phấn đấu trong học tập rèn luyện. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng được duy trì thực hiện thường xuyên. Đặc biệt trong 9 tháng của năm, các cơ sở đoàn triển khai tuyên truyền phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của đoàn, thu hút gần 14.700 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Với 94 công trình thủy lợi, 20 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung bị hư hỏng sau bão số 3, nhiều địa bàn của Bảo Yên có nguy cơ cao thiếu nước sản xuất và sinh hoạt thời gian tới. Với tình hình hạ tầng thủy lợi, cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng nghiêm trọng do mưa lũ gây ra, kết hợp dự báo thời tiết, tổng lượng mưa giảm so với trung bình nhiều năm, thì vụ đông xuân năm 2024-2025, nguồn nước cung cấp cho sản xuất sinh hoạt tại các địa phương của Bảo Yên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ngành chức năng dự báo năm 2025, toàn huyện có khoảng 355 hecta trồng lúa vụ xuân, 163 hecta trồng lúa vụ mùa có nguy cơ hạn hán cao và trên 2.000 hộ dân nông thôn bị ảnh hưởng thiếu nước sinh hoạt. Mới đây, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ công trình thủy lợi cấp nước sinh hoạt nông thôn đã được huyện Bảo Yên phát động, là giải pháp quan trọng để nhanh chóng khôi phục cuộc sống và sản xuất, chủ động ứng phó với tình hình hạn hán, thiếu nước sinh hoạt có thể xảy ra. Thưa quý vị, tiêm vaccine, bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi, vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực nuôi là cách mà người chăn nuôi toàn tỉnh đang chú trọng thực hiện để bảo vệ gia súc gia cầm trong thời điểm giao mùa. Với kinh nghiệm chăn nuôi trâu bò vô béo nhiều năm, trong thời điểm giao mùa này, chị Bùi Thị Xuyên thường kiểm tra chuồng trại, chuẩn bị bạt để che chắn khi có gió lạnh, bảo đảm thông thoáng, chú trọng cung cấp nguồn thức ăn đảm bảo dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Cứ cho căng bạt kín cho chuồng trâu, rồi là dọn dẹp chuồng trâu sạch sẽ, chuồng ẩm ướt dễ bị mắc bệnh cho trâu. Chế độ ăn uống của mùa đông thì là gia đình tôi là kèm chuối và cỏ, thì là cứ thái mới là băm cho trâu ăn. Bên cạnh chuẩn bị kỹ về chuồng nuôi nhốt, các hộ chăn nuôi cũng chú trọng việc tiêm vaccine phòng bệnh. Như tại trang trại chăn nuôi này, hơn 1.000 con gà đến kỳ đã được tiêm phòng đầy đủ với các mũi phòng bệnh cúm gia cầm, viêm phế quản truyền nhiễm. Nhờ đó, đàn gà phát triển và tăng cân đều, đảm bảo xuất bán trong 2 tháng tới. Trong chu kỳ chăn nuôi, nuôi từ bé cho lớn là vaccine là cứ theo tuần, theo ngày tôi phải đầy đủ. Còn đến tuổi và tiêm phòng các loại thuốc, vaccine cứ phải làm đầy đủ. Hiện tổng đàn gia súc toàn tỉnh đạt gần 625.000 con, gia cầm trên 5 triệu con. Từ đầu năm đến nay, các địa phương đã thực hiện tiêm được trên 2 triệu liều vaccine. Vào thời điểm giao mùa, bên cạnh các loại bệnh thường gặp trên đàn gia súc gia cầm, thì các loại dịch bệnh nguy hiểm cũng có nguy cơ bùng phát rất cao, như bệnh dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, viêm da nổi cục. Cơ quan chức năng và các địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền người chăn nuôi, tích cực phòng chống dịch bệnh và thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Với người chăn nuôi thì thứ nhất là những cái giai đoạn này là cần phải tăng cường bổ sung cái dinh dưỡng, vitamin cũng như là tăng cường độ đạm trong thức ăn để làm sao mục tiêu là nâng cao cái sức đề kháng gia súc gia cầm để phòng tránh được những cái bệnh truyền nhiễm có thể gặp ở đàn vật nuôi. Ở thời điểm giao mùa, người chăn nuôi cần tuân thủ nghiêm các quy trình phòng chống dịch bệnh. Khi nghi ngờ gia súc gia cầm mắc bệnh phải báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lây lan bùng phát dịch bệnh. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ ký văn bản trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Theo đó, đối tượng và mức tặng quà vẫn giữ nguyên như Tết Nguyên đán năm 2024 với hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng. Tổng số đối tượng có công với cách mạng được tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là hơn 1,6 triệu người. Tổng kinh phí để tặng quà là hơn 506 tỷ đồng. Số tiền này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2025. Cái nhà bác này đánh chán quá. Vùng trồng quất xã Cẩm Hà, thành phố Hội An là vùng chuyên canh cây quất lớn nhất tại khu vực miền Trung, cung cấp cho nhiều tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên vào dịp Tết Nguyên đán. Vụ quất Tết này địa phương có hơn 40.000 chậu với khoảng 500 hộ chuyên canh. Năm nay nhiều nhà vườn trồng quất chậu loại trung và vừa, tỷ lệ quất chậu lớn chỉ chiếm khoảng 1 phần 3 số lượng. Đến thời điểm hiện tại, các vườn quất tại đây đã có thương lái đặt mua nên bà con tích cực chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh cho cây. Quất là cây trồng chủ lực tại xã Cẩm Hà, thành phố Hội An. Từ vùng chuyên canh này, quất Hội An cung cấp đến nhiều tỉnh thành trong cả nước mỗi dịp Tết đến và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Hiện nay bão số 6 đang ảnh hưởng khu vực các tỉnh miền Trung, mưa to và gió rất mạnh. Tại khu vực phía bắc hầm Hải Vân, một xe tải bị lật trên đường dẫn phía bắc hầm Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đường đèo cũng bị sạt lở, cây đổ nên cơ quan chức năng tạm đóng cửa hầm và đường đèo Hải Vân. Tại thành phố Đà Nẵng, từ sáng sớm đến trưa nay 27 tháng 10, có mưa vừa, gió giật từng cơn. Sáng nay đã thành lập Ban Chỉ huy Tiền phương thành phố Đà Nẵng ứng phó với cơn bão số 6 năm 2024 và mưa lớn. Tại tỉnh Quảng Nam, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, địa phương cũng đã sơ tán hơn 4.400 hộ với hơn 18.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chuyển sang những tin tức quốc tế. Trong bối cảnh chỉ còn hơn một tuần nữa là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra, hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động vận động cử tri. Cả hai ứng cử viên Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều có các sự kiện vận động cử tri tại Michigan, một trong ba bang được coi là bức tường xanh ngoài Wisconsin và Pennsylvania có truyền thống ủng hộ Đảng Dân Chủ. Cụ thể, bà Kamala Harris những ngày qua đẩy mạnh vận động cử tri cùng khách mời là những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng như ca sĩ Beyoncé hay vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama. Trong khi đó, ông Donald Trump cũng đã có cuộc trả lời phỏng vấn kéo dài tới 3 giờ tại Joe Rogan's Experience, podcast nổi tiếng nhất ở Mỹ hiện nay, với mục tiêu thu hút lượng người xem là nam giới vô cùng đông đảo của chương trình này. Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố nhấn mạnh nước này có quyền và trách nhiệm tự vệ trước các hành động gây hấn của đối phương. Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Tehran sau loạt vụ oanh kích của Israel trước đó. Viện dẫn điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Iran nhấn mạnh nước này có quyền và trách nhiệm tự vệ trước các cuộc không kích của Israel, đồng thời cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế cũng như xâm phạm chủ quyền của Iran. Tehran cũng cho biết hai binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Hiện nhiều nước như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Pakistan, Oman, Qatar, Kuwait, Ả Rập Xê Út và Ai Cập đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công của quân đội Israel vào Iran, đồng thời kêu gọi các bên xung đột kiềm chế, tránh lún sâu vào vòng xoáy trả đũa bạo lực. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ triển vọng tín nhiệm của Pháp từ ổn định sang tiêu cực do lo ngại về tình hình tài chính của quốc gia châu Âu này. Moody's nêu rõ quyết định trên phản ánh rủi ro ngày càng tăng, rằng chính phủ Pháp khó có thể thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài và khả năng chi trả nợ của Pháp cũng xấu đi. Tuy nhiên, Moody's vẫn xếp hạng tín nhiệm của Pháp ở mức AA2 do nền kinh tế lớn, giàu có và đa dạng của nước này. Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Pháp Anthony Arman cho biết Pháp vẫn có khả năng thực hiện những cải cách sâu rộng và một số cải cách đã mang lại kết quả. Bộ trưởng Arman cũng nhấn mạnh Pháp vẫn có sức mạnh kinh tế, đồng thời cam kết khôi phục tài chính công.
Bộ Lao động Thái Lan cho biết nước này có kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu ở cả khu vực tư nhân và nhà nước lên 65 tuổi nhờ những cải thiện về sức khỏe và tiến bộ y tế hiện nay. Bộ Lao động Thái Lan khẳng định, ngoài kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu, Thái Lan cũng dự định sửa đổi đạo luật an sinh xã hội và mở rộng chế độ phúc lợi an sinh xã hội để bao phủ 2 triệu lao động nhập cư. Theo dự luật sửa đổi, những cá nhân tự kinh doanh và người lao động trong các ngành hiện chưa được đưa vào hệ thống an sinh xã hội sẽ được đăng ký vào hệ thống. Ngoài ra có một đề xuất tăng mức đóng góp quỹ từ người sử dụng lao động và người lao động thêm 2% mỗi bên, trong khi chính phủ đóng góp 2,5%. Tổng mức đóng góp của cả ba bên sẽ tăng 6,25%. Thưa quý vị, thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.